Trời, đẹp không? Gái mua dài đẹp quá. Dạ vậy mới là đẹp đó. Đó, rồi, ok. Hello, xin kính chào đại gia đình mình nha. Chào đại gia đình. Đó, bây giờ á thì hồi sáng giờ á thì ba mẹ con đi shopping. Nhưng ông ngoại chay không chịu đi cả nhà. Ông ngoại chay nói đi, tụi con đi bữa nay đi lâu lắm, bà đi theo bà mệt không đi. Đúng lâu luôn chứ. Nhưng mà ở nhà thì khỏe, nhưng mà vừa thấy mấy mẹ con mình về thôi, ở nhà buồn quá trời buồn luôn. Ở nhà buồn hiu à. Nên là thì vậy, vậy mới bốt chọn cách nào. Mà đi thì đi nó đi thì đi đi vòng 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 nó rất là băng, không có thích vô vòng vòng. Nhưng mà giờ đó thì thôi, về tới nhà rồi tắm rửa đâu đó rồi đồ đạc cất trong đâu đó xong hết rồi, thì bây giờ đó là hai vợ chồng mình với hai đứa con mình đi kiếm miếng gì ăn cả nhà. Đi từ hồi trưa tới giờ về tối quá không có nấu nướng gì được hết. 12 giờ giờ đó. Đúng rồi. Bây giờ là 6:30 tối rồi. Ok, thôi bây giờ nhà mình đi thôi. Con lấy đôi giày của con trai muốn lựa cho mẹ ra coi. Mang cái đôi giày đó coi. Đôi giày chi con dẫn chi chay đâu đâu lựa đôi giày ấy. Vừa y luôn hả Ngọc ha. Cái đôi giày này là mang nó đau chân lắm. Mà giày này thấy đi vòng vòng nó đau chân, nó không có quá cao mà có nó... cái này là 5 phân không bạn? Được chắc rồi. 4 phân. 3 phân hay là gì? Chắc 4 phân. 4 phân hả? Con mang cái giày đó là hộp đó. Con mang cái giày này mà đứng két cho trong Noel là đúng là Giáng sinh không? Đúng người mẫu. Đúng người mẫu không? Đúng người thầy ca. Rồi, chạy đó rồi. Chạy sao mà nó cứ thích là mang giày cao gót không à? Mũi nhọn. Ờ, nó thích giày mũi nhọn. Lên nó điệu lắm cô chú ơi, là cô chú là khỏi cần lo gì luôn, mẹ nó còn đi mua đồ cho mẹ luôn. Ủa sao mà nói với ba nó đâu tiêu mà ta? Rồi, hai cha con. Hai cha con chạy trốn rồi. Chạy ơi. Ơi, sao nãy mày nghe kêu con hoài mà không ăn gì á? Đâu? Cô thay đồ xong chưa? Cả nhà thấy nè đó, cái khu nhà đồ chơi của nó đây nè. Hai cha con nó ngủ rồi vậy. Thôi vậy thôi mình đi. Để hai cha con nhà ngủ đi. Có đi mẹ không? Hai nhà ngủ ngon đi nha. Let's go. Yes, let's go. Let's go. We pretended we were asleep, but they knew we weren't. Yeah. Oh. Okay. Hello, bà cô chú đây. Hello, bà cô chú. Hello, bà cô chú. Hello, chú. Hello, rồi, rồi, rồi. Ok. Đó, nó kêu ba rồi, ba đang bồng. Ba bồng đi cho tôi khỏe. Okay. Hai cho con nó sàn, nó sàn. Không thể nào tưởng tượng được. À, giờ là ngồi. Ngồi đây, ngồi đây. Cái đàn piano nè. Tính ra, Ngọc tính ra, Ngọc muốn người về á. Giờ để dạy đàn bia luôn cho Ngọc. Đúng rồi. Con mà học đi sao? Hồi xưa người ta tới nửa tiếng ngồi ta chỉ mình á. Hồi xưa con còn nhỏ mẹ rất là thích con học đàn, mua cho con cây đàn đó. Ôi hồi đó Ngọc học đàn học gan nha bạn. À, hồi đó là học đàn học gan. Xong rồi cái hả? Rồi con mang giày nào? Cái đôi giày Nike không? Là giày Nike á. Cái đôi giày mẹ trên xe hả bạn? Ừ. Chị Ngân mặc cái váy này á. Cái váy này chị Ngân mặc cái váy này với lại là cái áo này cũng đẹp nữa nè Ngọc. Thì đó đây nè cô. Không, cái bộ đồ Ngọc đang mặc đó là Ngọc mua cho chị Ngân đi trang luôn. Hai chị em hai bộ. Hai chị em hai bộ nè. Đó. Nên là mong muốn mọi người mà thấy chị Ngân mà mặc cái này đừng nói là chị Ngân mặc đồ của Ngọc. Đồ của chị Ngân nè, đồ của Ngọc. Áo này cũng đẹp đâu ha, đâu con đâu con ấm thử cái áo vô coi. Chị Ngân chỉ thích mặc áo ngắn ngắn vậy á. Được đó cũng hợp ha. Ừ. Mặc đó. Cũng hợp nè. Đó. Rồi ok. Cái áo đó mà con mặc với cái váy này thì con khỏi cần bỏ vô trong. Rồi ok, đi. Con tự mang giày cho con mang giày đó con phải mang mang vớ vô. Mang giày đó là bạn mà không mang vớ là bị đau chân. Giày đó mà không mang vớ là bị đau chân mà vậy. Daddy, can you get a pair of socks please? Yeah. It hurts your feet, Jamie. Yeah. 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 Mà không mang vớ là bị đau chân. Hay là không mang giày, hay mang vớ bình thường đi. Rồi đó không mang nó bị đau chân. Ồ, mang cái đôi giày màu đỏ hả?
cứng á. Không, không cái cứng, cái đồ màu đỏ nó mềm, không có đau, có đôi dịch ra vậy mình nó cắn. No, I the socks never the socks when I wear the shoe. So I want the better shoes means like if we don't wear socks and the shoe it don't hurt. So I wear it a lot like that. Ngồi dễ đàng hoàng. Không, để nó ngồi dễ đàng quản lý. Cái người mà chuẩn bị mà lâu nhất là con ba bốn người phải chuẩn bị cho nó. Có vậy thôi. Rồi, đi. Ok, chút mình về chơi với đàn đồ ha. Nó ổng nữa. Đây nè mọi người ơi, bây giờ tới nhà hàng rồi. Nhà hàng này là cách nhà Ngọc 6 phút lái xe, gọi là Hamachi Thai and Sushi Restaurant. Để ăn thử coi ngon không nha. Thank you. Đây nè mọi người ơi, thì bây giờ là Ngọc và gia đình đã tới chỗ ăn rồi. Đang coi hình để coi có món ăn nào ngon ngon để mình kêu. Cái gì? Cái đó phải món gì đó? Thái. Có lý không? Còn cái món nào ngon? Trong thái cái nào có thái nhà, có thái nào ăn thử thái thái không? Mẹ đâu có biết cái món nó tên gì mà ăn. Vô nhà hàng ra thường thường là đọc là kêu không, mà chứ mẹ không biết. Con kêu món gì hai chồng mình ăn món đó ở nhà, không có biết cái món nó tên gì mà ăn như thế nào đâu. Bàn rộng dễ sợ luôn, đã bàn gì được nè, thấy rộng rãi thoải mái các bạn. Cái quán vô thì cảm giác rất là ấm cúng. Cái quán này là gần cái chỗ mà pizza thường thường order pizza các bạn. Mà khi nhìn ngoài không biết quán này có ngon hay không, nhưng mà lên Google thì thấy cái quán này là thấy đồ ăn rất là hấp dẫn luôn. Nên là để mình đi ăn vòng vòng cái hàng sớm mình coi thử coi cái nhà hàng như thế nào, để review thử, để mình biết được thêm gần gần nhà mình có cái gì. Là một cái quán thứ nhất là thích là cái thích cái rộng rãi, cái bàn ngồi rộng rãi, mọi người ngồi cũng khoảng cách xa nhau, có những món Thái rồi có chuyên về đồ sống sashimi nữa, nên là rất là hay, hy vọng là sẽ ngon để mình có thể tới đây ăn. Hôm nay cũng đông người hơn, đông ta tới ăn đông, ta mua quá trời, tới mua đêm về gì về, mua đêm về quá trời, ăn lại rồi mua đêm về. Đây các bạn, hôm nay là hai cha con sẽ thử cái rượu này gọi là rượu sake. Mà một cái đặc điểm là cái sake này nóng nha, nóng. Có hai loại, một loại nóng, một loại lạnh. Nào vậy con chưa bao giờ chưa bao nóng, ba uống chưa? Ba có uống rồi, ba đi Nhật Bản á. Ba đi Nhật Bản uống, uống rồi nhưng mà để trong cái ấy này, cái tách trà vậy đó. Cái trước khi uống là để vô trong cái bếp á, cái nào ấy cái lấy trà. Để rồi mỗi này. Mà cái nóng cái lạnh uống sao ta? Cái nóng này uống ngon không? Đây hai cha con mình uống thử miếng coi. Xin mời cả nhà nghe. Uống phóng miệng. Không có. Nồng lên mũi nha. Nồng. Nồng lên mũi nha. Sake này uống nó. Chai này phải không? Rồi ba để bên ba đi, con thưởng thức vậy thôi. Đây cái chai không? Thì thương không? Thì đó cái kiểu phong cách của người Nhật thì thường thường người ta uống trà thì nó sẽ là như vậy. Uống rượu. Người ta có những cái chai, cái ly rất là đẹp để uống rượu. Lạ ha, rượu mình làm rượu nóng để làm gì ta? Uống hiểu luôn. Tắt là uống ấm. Việt Nam mình thì có rượu đế nha ba. Xong rồi cái Hàn Quốc thì có rượu soju. Rồi qua tới Nhật Bản thì có sake. Thái Lan không biết có rượu gì không? Không, Thái Lan có bia.
nhưng mà chắc chỉ có người chính gốc Thái Lan người ta mới có được những cái loại rượu mà người ta uống. Con nghĩ là chắc cũng có rượu chứ. Có chứ, mỗi quốc gia họ có một cái loại rượu riêng của người ta. Rồi đầu tiên là người ta sẽ ra cho mình là một chén miso soup nè các bạn, miso soup ha. Còn cái này là cái chén salad không. Rồi bây giờ nè, người ta sẽ ra cho mình cái này là cái yellow tail. Cái yellow tail mà có kẹp chung với lại cái bơ nè các bạn. Đó, ở trên đây là như có gì ta, giống y chang như là hành phi, nhưng mà chắc không phải hành phi đâu. Còn đây là cái dĩa cũng là yellow tail luôn, nhưng mà người ta làm với lại cái nước sauce với lại có cái miếng ớt ở trên đây nữa. Đó, để ăn thử phần sau chứ chưa ăn chưa biết mọi người. Thank you. Cải cái gì đâu, cải salad, cải salad, nhưng mà cái nước sốt người ta làm cải salad ngon lắm nha. Đấy, tưởng tượng cái món là này chứ. Đây là cái món là yellow tail, cá mà cá sống mà nói chung là không có sống 100%. Sashimi, mỏng quá. Thử nha. Mẹ Ngọc thì Ngọc đã kêu cho mẹ Ngọc có món người Hà trôn kịch vui đồ giống như là bánh bẩy xào. Thử ra bánh bẩy thử biết mời nha. Cái này nấu chín luôn mà. Nấu chín luôn rồi. Chín luôn. Chín luôn rồi. Cái này không phải là đầu sống đó. Dạ mẹ, cảm ơn. Cả xe hết này ngon. Đúng rồi mẹ. Nấu chín rồi. Nó mẹ tiền, cái này nhưng mà mẹ làm quá, mẹ chưa có ăn, mẹ không biết ăn. Cái nào có ăn mà mẹ chưa ăn. Thế rồi ba. Ngon ba. Ngon được. Thấm nước súp vô cho nó chín. Cái xà lách này ngon với mẹ. Cái nước sốt xà lách người ta mà làm tổ nước sốt xà lách gừng á. Có cái vị hơi chua chua ha. Cá. Đào. Trứng cá. Mỗi thứ 2 miếng, học 1 miếng, 3 miếng. Ừ. Bây giờ con thử cái này trước đi. Ăn đi không? Now this is one. Cái này trong đây là nói chung là cái quá trời thử luôn, không biết cái gì gì đây nhiều. Mà nghĩ là phải bỏ nước tương ra đó. Xịt nước tương ra để chấm chung. Được. Mà sao ta không cho mình có wasabi đây. Wasabi đổ vô. Oh, he's gotta have wasabi. Wasabi. Rồi. Rồi, thử này đi ba. Cái này là bỏ vô hết luôn nha ba. Rồi. Yamaha 23. Có ba, Ngọc có hứng thú ăn cái đồ sống hơn. Tại vì ba thích ăn á. Ừ. Hơi thích. Được. Mời mọi người nha. Vô. Còn là béo không ở trong đó à? Các bạn hả? Ừ. Còn béo không ạ? Béo không?
cái ở trên đây là hành phi nè, ở trên đây là hành phi đúng rồi. Cá này con cũng biết cái gì gọi cái gì nữa nè. Bà ba, cái tể này luôn đây cho mai dễ gấp quá. Có ba cái ăn cái này, cái nó ngon bị có người ăn chung đúng không? Rồi bây giờ ba một cái này, con cái này. Rồi bây giờ tới này, ở dưới đây thì có cơm, cơm nè. Với lại cái nhum biển. Vậy nên mình cũng thích mỗi hương một món là mỗi thứ một ít ít để mình biết được cái hương vị. Quá béo rồi, quá béo. Quá. Cái hương vị của mỗi nơi ăn như thế nào. Mình nói chung quy là trên đất Mỹ thì bây giờ muốn ăn cái gì cũng có rồi nghe không? Hàng Thái, Nhật có đầy đủ hết. Khó cắn vô hết bởi vì con nói bởi vì nó cắn nè. Wow. Béo vô cục luôn. Bây giờ ăn thêm miếng này. Cái miếng này hình như phải ăn thêm cho miếng ớt thì phải. Người ta ăn mẫu miếng, người ta để mẫu miếng ớt thì trên đây có là những cái trứng đen này. Ăn vô cay cay ha. Không, phòng nhà có lý bạn. Nhà hàng gần nhà, bao lâu mà con muốn đồ đồ cá sống á. Cái nấu con, sau đời cho mình chạy ra mình cung cấp bệnh viện nhà mình ăn đâu á. 5 phút chạy xe ha. 5 phút chạy xe tới. Hay quá. Rồi bây giờ tới này. Đây là trứng cá hồi. Trứng hay ngon ha. Trứng cá hồi. Đó. Con này mà cái con này không biết cắn con nữa được không biết. Không đâu coi. Phải bỏ vô miếng hỏng hả? Hết luôn. Cắn miếng đi đó. Không, cái này mặn rồi mẹ. Cái này mặn rồi. Quá dữ. Và tiếp theo nè, là bên đây là có ba con tôm sống nè, bên đây là hai cái cá hồi, hai miếng cá hồi. Cái này á là cái phát thái mẹ ăn đi mẹ. Đó kìa, đó cái này của mẹ ra luôn. Yeah, cái này là của mẹ nè. Đó, mẹ đã bắt thằng mấy cái chén nhỏ đồ ăn của mẹ ra. Cái miếng cá hồi này là ba thấy cái vàng vàng không? Đấy. Là vàng đó. Vậy hả? Yeah, vàng thiệt đó. Vậy hả? Mềm chứ sao? Đó thì thường thường mà người ta nói mà đắt vàng, mà ăn đồ ăn mà đắt vàng đó là ở đây đây. Để cho nó mềm kìa. Đây hả? Thường thường đó Ngọc có nghe trên mạng đó là đi ăn quán của Thánh Rách Muối á, mà nguyên một cái tảng bò luôn mà có vàng đó, mà rất là mắc tiền luôn. Đúng rồi. Đó, cái này là cái này là cá hồi. Cá hồi này thì Ngọc nghĩ là ăn nửa miếng được. Đây là nửa miếng cái gì. Ủa mà cảm giác nó mềm quá trời mềm luôn, trời là này, cả nhà thấy lát vàng ở trên này. Rồi đồ ăn của mình ra đây nè cả nhà ơi, giờ mình mời cả nhà mình với mình mì nha. May you want to show everybody what you're eating. Mì ngon ha. Béo dữ vậy. Béo.
Thank you. Thank you. Rồi nè, bây giờ là ăn thử con tôm sống này nè. Đây là cái con tôm đỏ nè. Tôm đỏ mà mình sống á mọi người. Thấy không? Wow. Quá ngọt bài. Ngọt quá, quá ngọt. Ngọt quá này. Thật ngọt quá. Thật ngọt quá. Mà tưởng ngọt chứ bánh ngọt. Thật ngọt quá. Cái này sống nha mọi người. To. Thôi bữa nay con với ba là quá sáng. Mẹ cũng ngon, ba cũng ngon, con cũng ngon. Giờ con chờ vô cái dĩa thì Huynh thôi. À, giờ chờ vô cái dĩa đi Huynh, coi vừa Huynh ăn cái thịt, coi vừa Huynh có thấy ngon hay không. Ngon thì cái có buồn trời, có đói bụng mới trưa cái ra mình mua su ngô đem về ăn cũng được, đỡ ăn mặt đã nồ rồi này kia, mấy không. Đây là bò beef teriyaki, bò sốt với lại nước. Ngon không? Very good. Very good. Better get that. You see baby, the next time when you hungry, just order it and then to go it. Yeah. Yeah, instead of buying all the McDonald's and stuff. Yeah. It's so close to our house. Instead of, you know, order the pizza next door, we just order this. Yeah, this is good. Ngon, để quên nó quá ngon. Bắp thái nè. Ủa mẹ không ăn ức chuông hả mẹ? Con cũng không ăn ức chuông. Thì Huynh cũng không ăn ức chuông. Hành thế thì mẹ ăn, nhưng mà cái này, cái này làm hành sống không? Hành phải sống không? Chín mẹ mới ăn được. Cho mẹ anh thì Huynh chờ mẹ thử mà nhúng hơn con nha. See you guys, you guys eat it. No, don't mix it with everything. Ăn không á. Thì Huynh muốn mẹ ăn không. Mềm không? Sốt ngon. Sốt, sốt rồi, sốt rồi. Teriyaki. Teriyaki. Yeah, it's under the book. Ba ăn tôi con tôm luôn đi ba. Tôm luôn đi, nhà ba ăn ngon thì ba ăn luôn đi. Con là con sư gà đây nè. Các bạn còn cái đầu á, người ta chiên cái đầu. Chiên cái đầu nè. Đó. Bỏ vô đây. Ngon quá trời ngon, bữa nay ăn su xì các bạn ơi. Cô Lý đặt đầu chiên giòn ngon không? Hồi đó con ăn á, lấy cái đầu này con nấu mì tôm ha. Này béo không dễ sợ. Không ăn này thì bây giờ còn đó còn ba ăn. Cái nào ăn đi mà ăn cuốn đó, đó. Ừ, ăn nãy giờ nè. Mẹ ăn tẩu miếng thất thái. Miếng thất thái.
Mấy con cá thái ở đây là có ngon. Thái đây lạnh được nha. Thôi. Ngon không con? Ok. Thường thường có những chỗ khoái thái là không thích đó, là tại vì do người ta làm khoái thái thì sao mà nó chua chua. Mỗi chỗ này thái nó chua nè, bạn đang muốn chua nè mẹ, nên là con thấy con thích nè. Nè ba, thử cơm này. Cơm này mẹ, thử đi mẹ. Đậu cơm này nè. À, thử cho biết luôn. À, hai cái dĩa này là xong luôn. Hai dĩa này luôn là mọi người ha. À, đã. Gần ba. Tại mình kêu thêm cái dĩa này chứ còn con ba cái này không no luôn ba ha. Ăn nó sống no. Cái này còn thở sắc lớn ha. Mày có món đó này hả? Cái gì con còn cái này là con bỏ nhỏ nè. Quá là đồng bát bát ngon. Mừng quá. Đi đâu mà gần nhà ăn được món ngon mừng đó bạn ơi. Có người ăn tiếp. Này có chứ. Mừng thiệt á. Cà quá đi. Ở đây là mình thấy là chỗ quán ăn xa xa không hả? Đúng rồi. Xa không ạ? Hôm nay là một ngày quá tuyệt vời. Mua sắm, vui chơi, ăn uống, vui vẻ. Hôm nay rất là không tốt đẹp. Chỉ có là thiếu hàng bán cho khách thôi. Không có hàng luôn. Chỉ có nhức đầu là không có hàng, thiếu hàng bán hàng vậy không kịp. Bởi lễ tất cả mọi nơi đều đậm hết nó càng về cuối năm á, hàng nó người ta cứ nhập gì nhiều quá để ta bán cuối năm. Rồi cái hả là tàu đi chậm nè, hàng hóa cái gì cũng đi chậm hết, khách than phiền là sao hàng chậm quá chưa tới từ này kia. Rồi nội mà hàng đủ thứ chỗ hết các bạn, rất nhiều nước. Ngọc Siết gọi là đại lý, Ngọc là chủ đại lý. Ngọc Siết đi cho ăn tất cả các 10 quốc gia. Nó là everything is so good, thank you very much. Nên là nó đủ thứ bộn bề. Này quán dễ thương. Ăn gì cũng lại hỏi. Có ăn được không? Lại hỏi sao. Không mà ai ngủ
con cũng nói thiệt à. Như hôm qua mà cái chỗ mà bán kim chi mà bán cơm mặn. Con nói thiệt là nó mai fan ơi. Vô nói lại đâu biết. Làm lạc lạc chút. Cà mặn quá. Quá mặn luôn. Nói thiệt coi có sao nói vậy à. Hôm qua ăn chỗ đó đó. Chay đó bụng quá chừng. Bà cô chú nó trộn nghiệp đầy quá. Đây đó bụng quá. Ở chỗ cái đờn á hả? À. Mình đâu làm lâu ra. Mình đâu làm được đâu. Nhưng mà hả? Cả nhà biết không? Đi á thì lúc nào cũng có đem bánh, đem sữa. Nhưng mà không có cho em uống. Để cho nó đói để nó ăn cơm. Chứ cho nó uống sữa cho nó no lửng lửng không có ăn cơm đó. Cho nên dành cái bụng nó để cho nó ăn cơm. Chứ mình đi lúc nào cũng đem bánh, đem sữa rồi cho em. Nói vậy đó, kêu nó ăn ở nhà thì nó không ăn. Bước ra đường là nó chỉ đòi cái món. Ví dụ như bây giờ tự nhiên đang ở trong đó nó muốn ăn khoai tây chiên với mạch đa nồ ở đâu có. Phải tập cho nó để nó ăn cái món của mình. Xong rồi chút nữa cuối cùng nó ăn được 3 cục thịt bò. Mừng quá trời mừng luôn. Cục thịt bò trong cái đồ nướng Hàn Quốc hôm qua đó. Ăn được 3 cục thịt bò. Mừng quá trời mừng. Chứ mày gặp lại cho nó uống sữa đó. Bà ngoại đưa chai sữa ra để cho nó uống một cái không. Mày cứ để nó đi nướng thịt bò xong rồi chắc chắn ăn. Hít nữa nó nhai thịt bò, nướng thịt bò. Em mừng. Cứ để cho nó đói thịt chó vậy đi. Cuối cùng á, đem nó tương ra cũng biết chi dở. Nước tương ăn cơm, nó ăn cơm không con muốn con nào nước tương. Thì nước tương nó khác với nước tương của mình. Nước tương là nước tương của Nhật á. Nên là cái khác, thì chịu ăn đi. Rồi cuối cùng quá cũng không ăn cơm được. Xong rồi cái mì udon xào ra thì nó nói mì udon có để mấy cái cọng xương xanh 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 luôn. Không chịu ăn luôn. Còn khổ chưa? Rồi bây giờ Ngọc suy nghĩ con có muốn cuối cùng thôi làm thịt bò. Làm xào với thịt bò đó lên thấy chặt ra 3 miếng ngồi ăn ngon lành luôn. Ăn rồi xong một đòi ăn thêm miếng nữa nữa có nên là nó cũng khó lắm chứ không phải đơn giản đâu đó. Bữa ăn quá ngon miệng mà nói ngon mẹ hài lòng với mẹ ăn hết luôn đấy. Điền Quỳnh ăn hết không? Điền Quỳnh ăn còn là nửa dĩa chồng ròn rồi vậy. Broccoli. It's the big one. Đang ép đi Quỳnh ăn bông cải. Ngon mặt này. Ngon à. Ăn thêm miếng thịt bò, đúng rồi. Hay. Eat it all. Everyone need to see you eat it all. Ngon mẹ. Quá ngon luôn. Cô chú nãy giờ chắc hỏi ủa bốn người ngồi ăn rồi chạy đâu. Chạy nằm nó ngủ rồi cô chú ơi. Nay nó đi cả ngày nó mệt quá nên là giờ nó nằm nó ngủ rồi. Nó ngủ vậy đó chứ bây giờ bồng nó đi ra về tới nhà nó dậy nó chơi tiếp. Hết ta 12 giờ chứ không bao giờ chịu mà vô mà ngủ vô nhà mà ngủ đâu. Vô nhà là có đồ chơi chơi mẹ. Ham chơi tỉnh lên. Little do you know, she really wanted to go to sleep. No, but when we get home after this, she's gonna be all the way up. All the way up. This is our baby, time of peace. Eat all the broccoli, even yeah. The tree. Even the tree? Yeah. I'm not eating both. No, just one. Trả giá nữa con kêu ăn hết cây đi nữa không ăn hết thôi chứ còn hả? Ăn một cây nữa là không ăn đâu. I'm not like Jade, who won't eat it at all. Oh, so she's like you. Hay là nó không? Không. Không, JD bỏ đi vậy. Ủa trời ơi. Còn biết uống ra ăn nuôi. Bao how much, how much water? Dạ, bà uống cả khoảng drink today. Một lít rưỡi nước có. Nhiều. Bà sáng bà làm á. Bà uống cả lít rưỡi đó. One and a half liters. Or, that's really good. That's really good. 1.5 liters. That's a big bottle, right? Mm-hmm. That big bottle is a liter. Yeah. Oh, that's not good. Uống ba chai à, ba chai mỗi chai 500 ml. Ba uống nhiều con rồi đó. Sáng giờ con với mẹ đi đâu uống nhiều đâu. Let me see. Để giờ bây giờ nè, còn cái này thì mình sẽ đem về nè bạn. Đem về sáng mai ăn sáng có lý nè.
Anh em bỏ hộp gì không ăn sáng. Nãy giờ mẹ ăn thử này chưa? Con thấy cũng ngon á. Đây xong rồi mọi người. Ăn tối xong rồi. Yes, perfect. Quá ngon miệng. Đây, đây là xung quanh cái parking lot. À, cái tiệm mà Ngọc hay mua bánh pizza. Where's the pizza? Down there. Cái tiệm Ngọc hay mua bánh pizza đã nằm đây nè. Oh wow, ở đây có chiếc xe đẹp chứ. Look at the car right there. Oh yeah. Like your car, but pink. Yeah, oh wow. Audi RS7. Oh, it's RS7 too. Car. Yeah. Cái chỗ này là cái chỗ walking urgent care, là cái chỗ này là nếu mà mình có cái chuyện gì mà mình không có đi bác sĩ không gặp mình được á mẹ. Mình vô đây trước. Y cấp cứu hả? Không có cấp cứu, không phải cấp cứu là khác. Mm-hmm. Còn cái này là quân, cái tiệm này là bán đồ hoa. Đồ món hoa. Wow. Mình tới mình mua xong mình đi nè. Chinese. Thì mình có thể vô đây. Khu này cũng thoáng mát các bạn ha. Các bạn thấy một cái La Plaza vậy. Cũng có những cái đồ nhạc, quán nhà hàng của Cuba. Những cái nhà hàng của Cuba ở bên đây rất là nổi tiếng cho mọi người. Tại vì Cuba qua đây là hơi nhiều lắm. Mà như mấy cái giải bán hàng ở là bán Cuba. Giải bán hàng bên đó cũng là những cái chỗ nói chung quán ăn cũng có. Cái này cái kia có gì đó. Vậy hả? Wow, it's got flake in it too. Beautiful. Có kim tím luôn nữa. Nó lạ lạ. Yeah, người ta tự ráp các bạn. Ráp giống như xe của con với đường quân vậy đó. Yeah, it could be paint. Tối thì cũng thấy cũng mát các bạn ha. Wow, cái nhà hàng này quá trời ngon luôn. Đi. Đi. Để con dẫn mẹ qua đường. Đi lạc nha. Vậy hả? Ừ. Nói vậy á, con mới rồi. Dẫn mẹ thì nó mình khỏi bắt công mình giữ nó.